mai gõ hồn. Giang núi ấy có ngôi nhà hoang, giang núi ấy không phải nhà hoang. Người đi về đâu? Người ấy là anh Vĩnh Long đang khám phá nhà hoang. Một tiếng đàn cùng với giai điệu nồng nàn. Cái clip này là để gửi lại cho bạn hát cái lọc nghe lại cho chứ giờ hát tặng cho anh mà. Lời hát bài ca quê hương tôi đây khu anh dũng thiết tha. Niềm tin trào ra một khoảng khắc vô thời cho tôi, cho tôi bóng bay và bóng mi. Tình yêu đó sẽ khắc ghi mãi ngàn sau. Hai bất chợt rồi. À, hai 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 hai.